Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm các ông Lê Văn Dũng, Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp xúc cử tri 3 phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam và Hòa Thuận Tây. Qua nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 vừa qua, cử tri quận Hải Châu bày tỏ sự phấn khởi và đánh giá cao chất lượng kỳ họp, nhất là các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Cử tri cũng tin tưởng trong 6 tháng cuối năm, tình hình kinh tế xã hội tại thành phố sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng kiến nghị tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, chế độ đối với người có công, trật tự đô thị, công tác quy hoạch giải tỏa đền bù. Nhiều cử tri cũng đề nghị thành phố cần tiếp tục quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng giao thông tương xứng với tốc độ phát triển của thành phố, tiếp tục thu hút đầu tư các dự án lớn xứng tầm, thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, cụ thể hóa các giải pháp xây dựng thành phố đáng sống, đẳng cấp, đẩy mạnh xây dựng bản sắc văn hóa con người Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đề nghị các sở ngành đơn vị liên quan giải trình làm rõ một số ý kiến kiến nghị liên quan của cử tri, đồng thời trực tiếp trả lời một số nội dung mà cử tri quan tâm. Hiện nay thì dưới cơ sở chúng ta còn nhiều vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Mấy cái vấn đề lớn mà cử tri chúng ta quan tâm đó là nhà sinh hoạt cộng đồng. Thứ hai là các lô đất trống. Thứ ba là hạ tầng kỹ thuật chưa khớp nối. Thứ tư là các dự án chậm triển khai, các cái đồ án quy hoạch là không còn phù hợp. Thì báo cáo bà con là Ủy ban Nhân dân thành phố đang chỉ đạo rất quyết liệt tổng rà soát tất cả những cái vấn đề đó trên địa bàn thành phố chúng ta để có cái hướng xử lý một cách căn cơ. Từ đây đến cuối năm thì chúng tôi cũng sẽ dồn lực rà soát hết tất cả những cái chỉ tiêu của thành phố mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân cũng như là nghị quyết của Thành ủy để mình tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu này. Đây là cần một cái sự nỗ lực rất lớn của chúng ta. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng đề nghị cử tri các phường tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong phát triển kinh tế xã hội, cũng như không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, tích cực hưởng ứng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Trước đó, vào sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm các ông bà Nguyễn Thành Tiến, Lương Công Tuấn, Hoàng Thị Thu Hương và Nguyễn Minh Huy đã có buổi tiếp xúc cử tri 5 phường thuộc quận Hải Châu gồm Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Hải Châu Một và Hải Châu Hai. Hầu hết các ý kiến cử tri tại đây đều bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao kết quả cũng như chất lượng kỳ họp thứ 7 vừa rồi, nhất là việc thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến các chủ trương chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Cử tri quận Hải Châu đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm đến đời sống người dân, phát triển việc làm, phục hồi kinh tế, tăng cường quản lý an ninh trật tự, an toàn đô thị, đảm bảo mỹ quan môi trường xanh sạch đẹp.